cảm giác là không phải chị sanh mổ mà giống như là chị đang đi dạo trong bệnh viện. Nó nhẹ lắm, ngủ đúng một đêm hôm đó, ngày hôm sau là chị xuất viện. Mình bén duyên với Kali từ năm 2016. Khi mình mang thai mình lên tầm khoảng 27,5 kg. Sau khi mình sinh bé thứ hai, mình có hiện tượng là mình rất là đau ở cái vùng thắt lưng. Bởi vì mình sanh bé đầu và bé thứ hai là phương pháp gây tê tủy sống. Sáng sớm thức dậy là đau đến mà bò xuống khỏi giường luôn ấy. Kiểu như là cái sống lưng mình như là vỡ làm đôi vậy đó. Rõ ràng khi mình mang thai, tâm lý, dinh dưỡng, tập luyện và cái lối sống của mẹ ảnh hưởng trực tiếp tới mẹ. Khi mà mình biết là mình mang thai bé thứ ba thì mình quyết tâm là mình phải duy trì gym. Sau đó mình có bàn với Ellen là bây giờ là sẽ vẫn tiếp tục tập, nhưng mà những bài tập như thế nào để cho em bé của chị phải là một em bé phát triển khỏe nhất. Mặc dù là khi mà mổ bé thứ nhất và bé thứ hai thì nó rất là đau đớn, tức là ai đã từng mổ, ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được. Nhưng mà khi chị tới bé thứ ba thì chị cảm giác rất là thoải mái, không đau, không có một cái dấu hiệu nào để chứng tỏ là mình vừa trải qua một cái chu kỳ sinh nở mà sinh mổ cả. Ngủ đúng một đêm hôm đó, ngày hôm sau là chị xuất viện. Và trộm vía cái em bé thứ ba của chị cũng đúng như chị mong ước, đúng như chị nghĩ. Bởi vì nó rất năng động như một con sóc vậy đấy, cũng rất thích thể thao. Thì bé là người truyền cảm hứng thể thao cho cả hai anh chị luôn. Thì hai vợ chồng có một cái điểm chung, đó là cùng yêu thể thao. Và khi mà các con thấy mình có sự luyện tập, các con thấy là ba mẹ là dáng đẹp nè, thì bản thân các con cũng phải cố gắng. Thì cái đó mình cứ dần dần mẹ mình truyền cái động lực, cái tinh thần thể thao cho các con. Mà cái điều đó rất là quý đối với các con sau này. Như một đứa trẻ nó chưa tự xây dựng được cái thói quen thì mình phải cho nó cái thói quen. Đối với mình, BT Island giống như là một người bạn, một người em thân thiết. Từ về vấn đề dinh dưỡng, về vấn đề tập luyện, Island đều set up cho mình hết. Thật ra là có huấn luyện viên rất là sướng, kiểu như là không còn phải suy nghĩ gì hết. Hôm nay tập cái gì, mới ăn cái gì. Huấn luyện viên ngoài cái chuyện là hướng dẫn mình tập, còn là một người bạn, một người thầy, một người truyền cái động lực, truyền lửa cho mình. Kể cả những ngày mà mình cảm giác là mình rất mệt, mình không muốn lên tập luôn. Và hiện tại bây giờ hai chị em tập luyện với nhau rất là ân ý, đến mức độ mà cảm giác là giống như người nhà vậy. Đặc biệt với cái con người của mình thì không phải là mình đưa ra mục tiêu mình chỉ hoàn thành như đó. Người mình có tính cầu toàn, lúc nào mình cũng muốn phải vượt hơn. Ví dụ như mình dự kiến là mình chỉ tập 1 tiếng, nhưng mà không bao giờ chỉ tập 1 tiếng hết. Tập phải 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nếu có thời gian. Có khi 3 tiếng vẫn còn ở Cali. Một ngày của mình khi mình lên tới câu lạc bộ, mình phải cháy làm sao đó để mình đốt hết tất cả cái năng lượng mà mình cảm giác một ngày hôm đó mình phải đốt. Women Wellness Program là chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phụ nữ lần đầu tiên có mặt tại California. Sức khỏe nữ giới trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Và chúng tôi tập trung và nhấn mạnh vào hai giai đoạn quan trọng nhất. Đó là giai đoạn 18 tuổi cho đến 45 tuổi, đó là giai đoạn chu kỳ kinh nguyệt và mang thai. Giai đoạn thứ hai là 46 tuổi cho đến 60 tuổi, đó là thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Thì trong hai cái giai đoạn này là thay đổi rất nhiều tâm sinh lý cũng như là hormone hay là sức khỏe của nữ giới. Huấn luyện viên sức khỏe của Kali sẽ lên các kế hoạch tập luyện, chế độ dinh dưỡng cũng như lối sống lành mạnh, giúp khách hàng có thể cảm nhận và thích nghi trong các giai đoạn khác nhau, giúp họ có lối sống lành mạnh hơn, mang lại sức khỏe và yêu đời hơn.